Xin chào các bạn. Các bạn ạ, bài Sabun nhảy phong cách Zumba ấy, thì mình đã nhảy cách đây mấy tháng rồi. Tuy nhiên mình mới đăng bài thì thấy có một số bạn yêu thích và muốn tập bài này. Chính vì vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài nhảy Sabun theo phong cách Zumba. Bài này thì chúng ta chỉ đi theo một hướng và nó gồm có 7 tổ hợp, cũng có 7 tổ hợp, nó khá là nhiều tổ hợp, tuy nhiên là các cái câu cũng đơn giản thôi. Và chính vì nó có nhiều tổ hợp như vậy cho nên bây giờ mình hướng dẫn các bạn cái bài này, cái cách tập từ đầu cho đến cuối bài luôn nhé. Đầu tiên là phần giọng lực đầu, tùy các bạn, chúng ta đứng tại chỗ, chúng ta nhún theo nhịp hoặc là có các cái động tác nào thì tùy các bạn cái phần giọng đầu nhé. Như mình thì mình chỉ có đứng tại chỗ và mình nhún theo nhịp như thế này thôi. Đấy, cho đến khi bắt đầu vào bài thì chúng ta sẽ thực hiện cái tổ hợp thứ nhất như sau. Tổ hợp thứ nhất gồm có 4 câu nhạc 8. Chúng ta bắt đầu bằng chân trái trước. Câu thứ nhất là cha cha cơ bản sẵn bằng bước tiến và bước lùi chân. Bước tiến và bước lùi nhé. Đầu tiên là tiến chân trái này. 1, 2, 3 và 4 lùi này. 5, 6, 7 và 8. Tay chúng ta đánh tự nhiên nhé. Câu 2 thì chúng ta thực hiện như sau. Nhịp 1, bước chân trái lên phía trước. Đấy. Tay trái chúng ta đặt vào phần eo, tay phải chúng ta đưa lên cao nhé. 1, 2, đổ chân, 3, 4 tiếp tục, 5, 6, 7, 8. Câu 3 giống câu 1, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 4 giống câu 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hết tổ hợp thứ nhất. Bây giờ mình sẽ quay lại cùng ngược chiều, quay mặt lại với các bạn để chúng ta có thể quan sát tay và chân dễ dàng hơn. Chúng ta thực hiện 4 cung của tổ hợp thứ nhất. Bắt đầu bằng chân trái ạ. Bắt đầu 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp thứ hai. Tổ hợp thứ hai này có 4 câu nhạc 8 này. Chúng ta thực hiện cũng bằng chân trái trước. Chúng ta sẽ sang trái hai bước sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta chuyển bước ngang sang phải hai bước và làm tương tự như vừa rồi. 2, 2, 3, 4, bước chân trái lên, 5, 6, 7, 8. Câu 3 giống câu 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4 giống câu 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ quay lại cho các bạn nhìn tay nhé. Tổ hợp thứ 2 sang trái trước này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tổ hợp thứ ba. Tổ hợp thứ ba gồm 4 câu nhạc 8. Câu thứ nhất là chai sang ngang, bắt đầu ở chân trái trước. Chúng ta bắt đầu này. Tay phải xuống thông, bước chân trái sang thì tay trái chúng ta sẽ đưa sang ngang, sau đó đưa lên cao và hạ xuống nhá. Bắt đầu này. 1 2 3 và 4 đổi bên phải. 5 6 7 và 8. Sau đó câu thứ hai chúng ta nhảy cha cha kép, lùi về phía sau bắt đầu bằng chân trái. 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Câu 3 giống câu 1. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 4 tiến lên phía trước nhảy cha cha cũng bắt đầu bằng chân trái. 4 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Đấy. Nào, mình sẽ quay lại cho các bạn xem các động tác tay của thứ 3. Bắt đầu. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Chúng ta tiếp tục với tổ hợp thứ 4. Tổ thứ tư gồm 4 câu nhạc 8. Gồm có 2 câu một tiếng và 2 câu đá chân các bạn nhé. Chú ý này. Câu thứ nhất, chúng ta mở tiếng sang bên phải, đồng nghĩa với việc bước chân trái chéo qua chân phải nhé. Bắt đầu. 1 2 3 và 4, mở sang bên trái. 5 6 7 và 8. Câu thứ hai chúng ta quay người sang bên phải. Nhà quay người sang bên phải cũng tập 90 độ. Hai tay chúng ta chống hông. Chúng ta thực hiện đá chân trái lên phía trước này. 1 2 3 4 quay về đây, sau đó chúng ta sẽ đánh hông. Đứng tại chỗ đứng chân và đánh hông, đánh mông. 5 6 7 8. Mình thực hiện lại câu 2 nhá. Mình thực hiện lại câu 1 và câu 2 nhá. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. Câu 3 chúng ta thực hiện đổi bên, lại mở sang bên trái. Bắt đầu. 3 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Bây giờ quay người sang bên trái. Một góc 90 độ để thực hiện bước đá chân phải nhá. 4 2 3 4 5 6 7 8. Mình thực hiện nhanh câu 3 và câu 4 này. 3 2 3 và 4 5 6 7 và 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Mình sẽ quay lại để cho các bạn quan sát mình tập tổng hợp thứ 4 nhé. Bắt đầu ở tiến chân trái hoặc sang bên phải. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
sang mật khẩu thứ 4, sang mật khẩu thứ 5. Thế thì tổ hợp thứ 5 thì các bước chân giống hệt như tổ hợp thứ 1 các bạn nhé, khác mỗi một chút ở tay của cái câu thứ nhất và câu thứ 3 thôi. Còn bước chân giống hệt tổ hợp thứ 1. Tổ hợp thứ 5 gồm 4 câu nhạc 8. Chúng ta thực hiện như sau. Câu 1 này cũng tra tra tiếng lùi. 1, 2, 3 và 4. Khác mỗi câu này nhé, khác mỗi cái động tác này, khi mà đến bước lùi chân phải thì tay trái chúng ta chống không và tay phải chúng ta đưa từ sau lên cao rồi ra đằng trước rồi hạ xuống các bạn nhé. Nó sẽ là 5, 6, 7 và 8. Đấy, thế không? Nào chúng ta thực hiện lại câu 1. Bắt đầu 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 3, 8. Câu 2 là giống hệ tổ hợp nhận định 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3 giống câu 1, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 3, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ 6 gồm 4 câu nhạc 8, chúng ta sẽ thực hiện động tác bật người kết hợp đưa chân sang phải và đưa chân sang trái, tay chúng ta đánh tự nhiên. Bắt đầu này, nhịp 1 chúng ta bật người lên và đưa chân phải sang ngang. 1. Nhịp 2 chúng ta lại bật người lên, thu chân phải về vị trí cũ và đưa chân trái sang ngang. 2. Nhịp 3 và 4 chúng ta làm tương tự. 3 và 4. Đấy. Tương tự như vậy chúng ta cũng làm cho hết 4 câu nhạc 8 nhé. 5, 6, 7 và 8. Đấy. Câu 2. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Câu 3. Tương tự như vậy. 3, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Hết tổ hợp thứ 6 này, chúng ta sẽ quay về thực hiện lần lượt từ tổ hợp thứ 1 cho đến tổ hợp thứ 6 một lần nữa. Tuy nhiên, tổ hợp 1, 2, 3, 4, 5 thì thực hiện bình thường. Đấy, chúng ta đến tổ hợp thứ 6 của lần 2 thì chúng ta chỉ thực hiện 2 câu thôi các bạn nhé. Các bạn nhớ như vậy, thực hiện 2 câu thôi. Để chân nó làm kết thúc ở cái lần nhất là tổ hợp thứ 6 này, người ta sẽ bước lên để ta thực hiện luôn tổ hợp thứ 1 này. 1, 2, 3 và 4 này, 5, 6, 7 và 8 này. Đấy. Sau đó đến câu 2 này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và cứ như vậy chúng ta sẽ thực hiện giống như ở lần đầu tiên. Tuy nhiên đến lần thứ 6, đến tổ hợp thứ 6 thì chúng ta chỉ thực hiện 2 câu thôi. Chúng ta chỉ thực hiện 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Đấy, chúng ta thực hiện 2 câu thôi. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện tổ hợp thứ 5 một lần nữa. Nhưng tổ hợp thứ 5 chúng ta chỉ thực hiện 2 câu các bạn nhé. Này, đầu thế này, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Tiếp tục, chúng ta sẽ thực hiện tổ hợp thứ 7 gồm 2 câu như sau. Đấy, bạn, bước chân trái sang ngang. Hai bước, 1, 2, 3, 4. Sau đó chúng ta đưa hai tay lên trên cao, đứng tại chỗ có đánh mông nhé các bạn nhé. 5, 6, 7, 8. Sau đó bỏ tay xuống, chúng ta lại đi sang phải hai bước. 2, 2, 3, 4. Lại đưa tay lên cao, cầm tay nhau. Chúng ta lại đứng tại chỗ nhún và bật mông. 5, 6, 7, 8, 9 và hết bài. Riêng câu thứ 2
này có chín nhịp các bạn nhé, và kết thúc ở tư thế như thế này. Đấy. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn tất cả các tổ hợp và cách kết hợp các tổ hợp khi nhảy cái bài Zumba Sabun Sabun. Các bạn có thể tham khảo với bài nhảy mẫu của mình nhé, để chúng ta tốt nhất một cách thuận tiện. Tập bài này rất là khỏe, chúng ta chỉ cần tập một lần thôi là hôi một tê hút mắt cả ta rồi. Xin chúc các bạn thành công, chào tạm biệt các bạn.